Minh Tuệ sao bằng Thích Quảng Đức? Cũng không biết được cơ mà. Người ta tính cái công đức của một vị Phật là giáo hóa được bao nhiêu người, tức là làm cảnh tình được bao nhiêu người. Nhưng tôi có thể nói với các bạn là số người mà ông Thích Minh Tuệ ông ấy cảnh tình được bằng tất cả những giáo hội cộng lại nó phải đến mấy chục triệu người. Sức mạnh lớn vô cùng, đúng không? Bây giờ chúng ta so sánh là so sánh công đức của ai, lấy cái gì để so? Tức là giáo hóa được bao nhiêu người, 1 triệu người hay 2 triệu người hay 20 triệu người. Và tôi có thể nói với các bạn là ông Thích Minh Tuệ ông ấy giáo hóa được mấy chục triệu người bằng cả cái Đông Nam Á này cộng lại, của các thầy cộng lại cũng chỉ bằng một mình ông ấy thôi. Và sức mạnh này nó chưa dừng lại, sức mạnh này nó chưa dừng lại, nó sẽ lan truyền đến tận cùng của trái đất, nó chưa dừng lại đâu các bạn, và sẽ được suy tôn thành Phật đó. Hiện tại là các nước bên ngoài đã vượt qua khỏi lãnh thổ của mình rồi. Cái trang Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới đã chính thức là đánh dấu tên ông, cập nhật tên ông Thích Minh Tuệ vào trong cái Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới. Và một thời gian nữa sẽ là Ấn Độ, sẽ là các nước, và mình sẽ trở thành điểm đến du lịch tâm linh. Các bạn biết như chúng ta đi sang Ấn Độ là kiểu gì cũng ta cũng phải đến cái chỗ của Phật. Đó, thì sau này khi mà thế giới suy tôn ông thành Phật thì chúng ta sẽ có một cái du lịch tâm linh, người dân thế giới tâm linh người ta du lịch về mình, sẽ tạo ra rất nhiều của cải đấy các bạn. Nếu như mà thầy được thế giới suy tôn thành Phật, chúng ta sẽ được hưởng cái du lịch tâm linh mang lại rất nhiều tiền của, không phải ít đâu. Và trở thành tiêu điểm. Nếu như mà Ấn Độ mà không có Phật, mà Lê Ban không có Phật, thậm chí cả thế giới khi không biết đến tên, đấy là một sự quảng cáo. Cái tiền quảng cáo cho một đất nước là nó rất là lớn, đúng không? Đấy, bây giờ ví dụ như là muốn quảng cáo đất nước con người Việt Nam mà ở trên một cái tờ báo của nước ngoài hoặc một cái kênh truyền hình của nước ngoài, nhà nước phải giả rất nhiều tiền. Nhưng đây chúng ta được quảng cáo miễn phí, tạo ra rất nhiều tiền và chưa làm hại gì đến đất nước. Các bạn thấy là ông này ông có một trí tuệ hơn người. Tất cả các cái câu trả lời của ông với YouTuber mang nghe thì rất là ngờ nghệch, nhưng mà trong đấy ẩn sâu trí tuệ, người dân cũng hài lòng, không mất lòng ai. Chính quyền cũng hài lòng, không mất lòng chính quyền. Đến đạo Phật cũng hài lòng, không có gì để nói. Không phải người trí tuệ không nói được những câu nó trung lập như thế đâu. Trung lập rất khó. Thầy Kim Cương trả lời trí tuệ hơn. Hỏi thầy giáo hóa được bao nhiêu người, có bằng số lẻ của thầy Thích Minh Tuệ không? Đấy mới là câu hỏi chính. Chúng ta nhận xét công đức của một người là nhận xét sự giáo hóa, sự cảnh tình với số lượng là bao nhiêu người. Thầy Thích Minh Tuệ này hầu như cả nước ai cũng biết. Nhưng mà thầy gì đấy bạn vừa nói, tôi không biết. Và có rất nhiều người không biết. Sự lan tỏa và giáo hóa được bao nhiêu người mới là quan trọng. Chứ nói hay bằng rời, tu giỏi bằng rời, nhưng mà không giáo hóa được ai thì công đức nó không có. Có những người ẩn tu, tu ẩn, tu ở ẩn, không ai biết, và tu thành xá lợi luôn. Thế nhưng tính công đức là không có, bởi vì ông giữ ông làm của riêng, ông ích kỷ,
Cho nên ông không độ được ai, không giáo hóa được ai. Mọi người không biết đến mà. Không biết đến thì giáo hóa kiểu gì? Công đức ở đâu? Tôi không quan tâm điều đó. Đấy là bạn không quan tâm. Nhưng có nhiều người người ta quan tâm. Bởi vì xã hội sẽ ảnh hưởng đến cái sự kiếm tiền. Nếu như một xã hội chìm trong mê tín, bạn cũng khó làm ăn. Một xã hội chìm trong mê tín làm gì có sự phát triển. Suốt ngày u mê bạn làm ăn với ai? Thầy Tuệ độ YouTube một ngày kiếm ra bao nhiêu tiền đúng không các bạn? Nhờ thầy mà rất nhiều người kiếm được tiền. Kiếm tiền bằng lượt xem. Tháng các cái kênh tốt họ hoàn toàn có thể kiếm được 100 triệu. Đúng không? Đã có thầy nào cho những người đấy được 100 triệu chưa? Thầy đã kiếm tiền nuôi sống vợ con cho hàng chục người. Thậm chí hàng trăm người. Các cái quần áo các bạn thấy là các cái mẫu quần áo. Mẫu quần áo sốt xình xịch trên mạng. Cũng trực tiếp là... không biết trực tiếp hay gián tiếp, nhưng mà cũng tạo ra thu nhập cho hàng nghìn người. Sản xuất các cái áo đấy, bán được hàng. Đó. Kiếm được tiền nuôi vợ nuôi con. Chú nói thế hay đấy, sao không đi theo thầy? Mỗi người một chí hướng, làm sao đi theo thầy được? Tôi cũng tu, nhưng mà tôi tu theo một cách khác. Không đi theo thầy được. Đi theo thầy là chết giữa đường. Đi khổ như thế làm sao mà sống được 40 độ. Trời nắng chang chang 40 độ. Đi cái bàn chân nó cũng bỏng, nó cũng chín luôn cái bàn chân. Sống làm sao được. Ngủ ngoài nghĩa địa muỗi nó cắn. Kiến nó đốt. Sâu gióm nó bò. Chết chứ sống gì các bạn. Không phải ai cũng làm được như thầy. Các bạn thử đi bộ giữa trời nắng 40 độ, các bạn thử đi bộ một buổi sáng là các bạn sẽ thấm. Không có sự rèn luyện là không đi được. Cho nên là tôi cũng cảnh báo những cái bạn có ý định vác lồi cơm điện đi, là nghĩ cho nó kỹ vào và lên thực tập ở nhà trước đi. Là ra đằng sau nhà ấy, hay là ra cái bãi tha ma của xóm mình ấy, ngồi ở đấy lấy 3 ngày xem là có chịu được không. Chịu được rồi hẵng đi. Theo bạn thầy Thích Minh Tuệ đắc đạo chưa? Thầy chắc chưa đắc đạo. Thầy cần phải trải qua nhiều kiếp nạn nữa thì sẽ đắc đạo. Nhưng người đắc đạo là người truyền cái giáo lý, chứ không phải là phép thuật và thần thánh. Phép thuật và thần thánh được tạo ra bởi những bộ phim như bộ phim của Tôn Ngộ Không. Chứ bản thân Phật là người có kiến thức uyên bác, tức là có giáo lý. Chứ không phải là phim, mà không phải là trưởng trước Như Lai thần trưởng các kiểu đâu các bạn. Không phải như thế, mà là một người bằng xương bằng thịt. Đến tuổi già sẽ chết. Và không có những cái phép thuật. Cái phép thuật ở đây là cái sức mạnh. Sức mạnh của sự lan truyền. Sức mạnh của giáo lý. Cảm hóa được bao nhiêu người. Tức là như kiểu là độ được bao nhiêu người. Độ được nhiều người thì công đức càng lớn. Và người ta có thể là để lại xá lợi. Luyện khi thân thể luyện đến một sự tinh khiết. Tự cơ thể tạo ra một cái xá lợi. Có thể là xá lợi toàn thân. Còn có người để lại những viên xá lợi. Như Phật là để lại những viên xá lợi. Nhưng ở Việt Nam có hai vị. Hai vị này là để lại xá lợi toàn thân. Hai vị này là hai chú cháu.